tư nông nghiệp, đặc biệt là phân bón, đóng một vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp. Thời gian qua, các ngành chức năng đã tăng cường nhiều giải pháp. Tuy nhiên, tình trạng sản xuất kinh doanh buôn bán phân bón giả, phân bón kém chất lượng không rõ nguồn gốc xuất xứ vẫn diễn ra phức tạp. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng đến tình hình sản xuất nông nghiệp địa phương mà còn khiến người dân hết sức hoang mang. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Mỗi năm gia đình ông Tý ở thôn 5 xã Đàm Ri phải mất từ 70 đến 80 triệu đồng mua phân bón để sử dụng cho diện tích trên 2,5 hectare cà phê của gia đình. Chi phí đầu tư lớn là vậy, nên việc bón loại phân gì, mua phân ở đâu luôn được ông Tý cân nhắc kỹ lưỡng trước khi mua về sử dụng. Cái phân giả phân này khác, thật ra bây giờ là nó không... chúng tôi cũng là người dân, nông dân cũng không thể như là giành được trong cái vấn đề này. Nhưng cũng chủ yếu là sự tin tưởng vào cái chỗ đại lý, chỗ quen biết rồi, như này khác thì mình hai nữa như mình thường xuyên như là bỏ cái phân của những cái cơ sở nào đó. Thì nó có uy tín từ xưa thì mình cũng nên bỏ như vậy, chứ còn được không đấy để như bỏ những cái phân như là trôi nổi ra giá thành rẻ rồi này khác, qua cái quá trình quảng cáo như vậy thì bà con nhiều người cũng đã bị, cho nông dân cũng đã bị như là cái trường hợp đó rồi. Trong khi đó cái chất lượng của phân coi như là không đảm bảo trong trên ghi trên bao bì, cho nên cái này rất là ảnh hưởng. Thành phố Bảo Lộc hiện có hàng trăm cơ sở đại lý sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, trong đó đa phần là các đại lý cơ sở nhỏ lẻ hoạt động rải rác khắp các phường xã trên địa bàn. Nông dân ở đây mua các loại vật tư nông nghiệp này theo dạng mua trước trả sau, phần vì quen biết, phần vì lợi nhuận, nên việc kiểm chứng chất lượng, hiệu quả hầu như chưa được thực hiện chặt chẽ. Bên cạnh đó, khi xảy ra các trường hợp sử dụng vật tư nông nghiệp kém chất lượng, thường thì các bên tự thỏa thuận là chính. Sản phẩm chủ yếu của em bán hàng cho mấy công ty Na Uy, Lâm Phát và một số phân đơn, ure cái em lấy ở phía mạn dưới, công ty ở dưới đưa về anh, ở dưới Sóng Thần đấy anh, người ta chở về cho mình anh. Theo ngành chức năng, trong thời gian qua đã có nhiều vụ sản xuất kinh doanh buôn bán phân bón giả, phân bón kém chất lượng bị phát hiện xử lý. Điển hình, ngày 21 tháng 9 năm 2016, đội cảnh sát kinh tế công an thành phố Bảo Lộc đã tiến hành kiểm tra, bắt quả tang cơ sở kinh doanh phân bón Kim Mây tại thôn Ánh Mai 1, xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc đang sản xuất phân bón trái phép. Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã lập biên bản niêm phong, thu giữ 400 bao phân bón hóa học đơn loại từ 25 đến 50 kg như magie, ure, kali, SA, lân, vân vân với tổng trọng lượng là 10 tấn. Tối ngày 6 tháng 10 năm 2016, cơ quan chức năng huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng đã bắt quả tang một cơ sở sản xuất phân bón trái phép nằm trên địa bàn thôn 13, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, thu giữ 200 bao phân bón giả thành phẩm, tổng trọng lượng trên 10 tấn. Còn tại huyện Di Linh, ngày 23 tháng 3 năm 2017, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ công an Di Linh bắt một cơ sở sản xuất phân bón giả tại thôn 3, xã Hòa Ninh, huyện Di Linh, thu giữ hàng trăm bao phân giả và nguyên liệu làm giả phân bón. Các đại lý hiện nay là có rất là nhiều những cái chủng loại hàng hóa để bán cho bà con nông dân. Ở trong đó có một số các cái công ty lớn, nhưng mà bên cạnh đó cũng một số là những cái sản phẩm của những cái công ty mới, có những cái mẫu mã bao bì rất là đẹp, cho nên nó là về hàm lượng trên bao bì thì có thể là mình chưa đánh giá hết được cái chất lượng bên trong. Nhưng mà đôi khi là đây cũng là một trong những cái khó khăn cho nông dân là khi lựa chọn những cái hàng hóa. Vì sao? Tức là ngoài cái mẫu mã bao bì ra, nó còn liên quan đến cái giá cả. Và cái thứ hai nữa là cái phương thức bán hàng của các cái đại lý. Một số những cái đại lý bây giờ họ nhập hàng theo cái đơn đặt hàng riêng của họ. Cái đó là đôi khi nông dân chúng tôi là muốn đi mua hàng là không có sự đối chứng. Tôi cho rằng đối với các cái cơ quan chức năng là cần phải kiểm tra nghiêm ngặt đối với các đơn vị sản xuất phân bón trên địa bàn của tỉnh. Rồi như vậy là kiểm soát cái đầu vào chặt chẽ thông qua như cái việc mà kiểm tra xử lý các cái vi phạm. Thông báo kịp thời cho nhân dân được biết như vậy, những cái chủng loại phân bón thuốc bảo vệ thực vật mà hiện nay là không có đảm bảo chất lượng cũng như là quá thời gian sử dụng, hoặc là như vậy một số các cái loại mà thuốc cấm còn lưu hành trên địa bàn để cho nhân dân được biết. Ngoài ra thì như vậy là trong quá trình mà thực thi nhiệm vụ thì các ngành chức năng là cũng phải tạo điều kiện để cho nhân dân phản ánh những cái trường hợp mà như vậy là tiêu cực, hoặc là những cái trường hợp mà
những cái đơn vị sản xuất kinh doanh mà phân bón kém chất lượng, rồi là phân bón giả xuất hiện ở trên địa bàn. Lâm Đồng là tỉnh có diện tích sản xuất nông nghiệp lớn, trong đó diện tích sản xuất cà phê là trên 150.000 hectare, gần 23.500 hectare chè, 54.000 hectare rau và nhiều loại cây trồng như tiêu, điều, sầu riêng, măng cụt có giá trị kinh tế cao. Mỗi năm địa phương tiêu thụ hàng chục ngàn tấn phân bón và các loại vật tư nông nghiệp các loại. Chính vì vậy, việc tăng cường các giải pháp để siết chặt công tác sản xuất kinh doanh buôn bán và sử dụng phân bón các loại là một điều hết sức cần thiết và kịp thời.